8 bài học đắt hơn vàng từ Gia Cát Lượng làm thay đổi số phận hàng triệu người. Thưa quý vị và các bạn, Gia Cát Lượng là thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông được xem là biểu tượng của lòng trung nghĩa và trí tuệ anh minh. Hình tượng của ông càng trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong những tứ đại kỳ thư của văn minh Trung Hoa. Những lời răn dạy của ông từ hàng ngàn năm trước vẫn vô cùng hữu dụng trong thời đại ngày nay. Sau đây là 8 bài học đắt hơn vàng ông để lại, có thể giúp chúng ta áp dụng vào việc tu thân dưỡng tính và lập chí trong cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Bài học thứ nhất: niềm vui của trí tưởng tượng như lá khô rụng, khi rụng hết chỉ còn đọng lại nỗi bi thương. Gia Cát Lượng khuyên con cháu mình rằng, thời gian trôi đi rất nhanh, cho đến khi sắp lìa đời, lúc này mới than thở với trời cao vì đã lãng phí thời gian những năm được sống, vậy cũng vô ích. Hãy nhớ rằng, lúc sống bình yên không quên ngày sóng gió, mới có thể trong nguy nan mà tâm không loạn. Người xưa có câu, sửa chữa nhà khi chưa có mưa, có chuẩn bị sẽ không gặp hoạn nạn. Lúc nhàn rỗi không nên để thời gian trôi qua vô ích, hãy tận dụng thời gian để chuẩn bị một số việc, đến khi bận rộn tự nhiên sẽ dùng đến. Lúc bình tĩnh không nên để tâm hồn trống rỗng, khi gặp những thay đổi sẽ dễ dàng ứng phó một cách tự nhiên thoải mái. Thời gian trôi qua không quay trở lại, Gia Cát Lượng muốn nhắc con cháu sống hết mình, làm hết mình và trân trọng mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bài học thứ hai: tập trung để học lấy chữ tĩnh. Trong Giới Tử Thư ông có nói: phi ninh tĩnh vô dĩ chí viễn, có ý tứ rằng thân tâm không tĩnh lặng sẽ không thể hiện được lý tưởng cao xa. Đây là yêu cầu bắt buộc mà bậc thầy Gia Cát Lượng khuyên con cháu học theo. Ông nhắc rằng học tập trong hoàn cảnh nội tâm yên tĩnh thì mới phát huy hết được khả năng của mình, làm mọi việc một cách bình tĩnh, toát lên sự nhàn hạ. Khổng Minh không phải là bậc thiên tài về đào tạo học trò, nhưng ông tin rằng tài năng đến từ tĩnh lặng. Tĩnh dĩ để tu thân, nội tâm tĩnh tại sẽ nghĩ được xa hơn. Ông khuyên con cháu cần phải tĩnh mới có thể tu dưỡng tâm và thân. Tĩnh giúp tinh thần sáng suốt, tâm không tĩnh thì không thể đưa ra được hướng đi tốt nhất. Hơn nữa, trước khi học tập những thứ khác, trước tiên nên học chữ tĩnh. Bài học thứ ba: sự kiên trì còn quan trọng hơn cả kiến thức trường lớp. Gia Cát Lượng đánh giá rất cao và vô cùng coi trọng đức tính kiên trì. Trong Giới Ngoại Sanh Thư, tức là thư răn dạy cháu ngoại, ông có nói: nhược chí bất cường nghị, ý chí bất khẳng khái, đồ lục lục trệ ư tục, mặc mặc ư tình, vĩnh thoán phục dung, bất miễn ư hạ lưu. Có ý tứ là nếu không kiên trì chí hướng vững chắc, tinh thần không mạnh mẽ thì sẽ tầm thường bất tài, rơi vào thói tục, bị sắc dục trói buộc trong mờ mịt, nhất định sẽ vĩnh viễn rơi vào hàng ngũ phàm phu tục tử, thậm chí trở thành loại thấp hèn. Ông nói với con cháu rằng muốn thành công thì cần phải học tập chăm chỉ và rèn luyện ý chí của bản thân. Trong quá trình học tập, sự quyết tâm và kiên trì là điều rất quan trọng. Thiếu ý chí rất dễ làm người ta bỏ cuộc giữa đường. Chân lý đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì để thực hiện. Người khác mất 5 phút để giải một phép tính, còn bạn mất 50 phút. Bạn có tiếc 50 phút không? Đừng thấy tiếc, không ai sống giúp bạn cả. Hãy kiên trì và chăm chỉ, đây là hai đức tính nhờ rèn luyện mà có, chứ không theo gen di truyền. Bài học thứ tư: muốn rèn luyện nhân cách thì phải biết khống chế nóng nảy. Khổng Tử nói, quân tử có thể khống chế được sự nóng giận của mình, hàng phục những suy nghĩ xấu xa trong thâm tâm mình, an phận trong sự khốn cùng. Tiểu nhân vừa gặp khốn cùng thì ngược lại, bị những suy nghĩ xấu xa chi phối, việc gì cũng có thể làm được. Vì thế, Gia Cát Lượng khuyên con cháu rằng nếu dễ xao động, nóng nảy thì không thể hun đúc được tính kiên nhẫn. Một nhà tâm lý học từng nói rằng
Tư tưởng quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen quyết định tính cách quyết định vận mệnh của con người. Gia Cát Lượng đã minh bạch điều mà một sinh mệnh cần là vừa phải tinh thông mọi điều, vừa phải tôi luyện nhân cách. Bài học thứ 5: Sống tiết kiệm là đang dưỡng đức. Khắc tinh của thói xa xỉ lại chính là đức tính tiết kiệm. Bàn về điều này, Gia Cát Lượng trong Giới Tử Thư từng viết: tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức. Nhìn chung, từ xưa đến nay, người đứng đầu một gia đình, một đất nước mà đạt được thành công thì không một ai là không phải dựa vào cần kiệm, tiết chế. Còn vong quốc bại gia thì hầu hết đều là vì xa xỉ, buông thả dục vọng, thuận theo ham muốn. Người cần kiệm sẽ tiết chế dục vọng, người xa xỉ sẽ phóng túng, buông thả dục vọng. Người phóng túng dục vọng sẽ gặp nguy hiểm, người tiết chế dục vọng sẽ được bình an. Gia Cát Lượng khuyên con cháu trau dồi đức hạnh của mình phải biết cần kiệm. Tiết chế lòng tham là một loại mỹ đức. Đây là điều tất yếu cần phải có của tu thân, tề gia, trị quốc. Đối với một cá nhân mà nói, cần cù tiết kiệm, không xa hoa phung phí chẳng những giúp tu dưỡng đạo đức bản thân mà còn là phương pháp giúp con người ta thoát khỏi cảnh nợ nần, sống ung dung tự tại và không trở thành nô lệ của vật chất. Bài học thứ 6: Sống đạm bạc khiến trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh sẽ suy nghĩ được xa hơn. Gia Cát Lượng nói: phù quân tử chi hạnh, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức. Phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Có nghĩa là phẩm hạnh của một người kiêm cả tài đức và dựa vào nội tâm an tĩnh, tập trung tinh lực để tu dưỡng thân tâm. Nó dựa vào phong cách thanh đạm để trau dồi phẩm đức. Nếu không xem nhẹ danh lợi thế tục, sẽ không thể minh xác chí hướng của bản thân. Thân tâm không tĩnh lặng sẽ không thể hiện được lý tưởng cao xa. Tinh Hoa Sử Thế Thái Can Đàm cũng có nói: ninh tịnh đạm bạc, quan tâm chi đạo. Có nghĩa là yên tịnh đạm bạc là cách thức để thấu tỏ nội tâm. Khi bình tĩnh suy nghĩ sáng suốt, có thể thấy được tâm tính thật. Khi nhàn rỗi, phong thái nhàn nhã, thong dong thoải mái, có thể ngộ ra được đạo lý huyền diệu trong tâm hồn. Khi tâm trạng bình tĩnh, ôn hòa, không vướng bận, có thể hiểu được những điều thú vị trong tâm hồn. Từ đó có thể tự kiểm điểm, giác ngộ được những điều chí lý trong đất trời. Bài học thứ 7: Cần nắm chắc tốc độ thì mới có thể vượt thời gian. Trì hoãn là một vòng lặp đi lặp lại, ăn mòn ngăn cản chúng ta đạt được những thành tựu tốt đẹp trong cuộc sống. Dù bạn cứ chần chừ, trốn tránh công việc mãi thì rốt cuộc bạn vẫn phải đối mặt với nó, và đi kèm theo đó còn là một loại hệ quả không mong muốn. Vì vậy, Gia Cát Lượng, ông khuyên rằng không nên cứ trì hoãn một việc nào đó mà cần nắm chắc mục tiêu đã đề ra. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nếu không nhanh chóng trau dồi tri thức để đón đầu xu thế, bạn sẽ mãi chạy theo cuộc sống một cách vô vọng. Và cuối cùng là bài học thứ 8: Thời gian qua đi, suy nghĩ sẽ chỉ trệ. Khổng Minh khuyên rằng ý chí sẽ giảm sút theo thời gian. Ông nói: trẻ không gắng học hành, về già mới bi thương. Quản lý thời gian là một khái niệm quản lý hiện đại. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không hơn không kém. Chỉ có bản thân mỗi người dùng mỗi giây phút ấy như thế nào mà thôi. Bạn hãy suy nghĩ một chút xem, những năm tháng qua bản thân có biết trân quý thời gian hay không? Gia Cát Lượng nhắc nhở con cháu, đừng để đến lúc sắp lìa đời mới thấy hối hận vì thời gian đã đi qua mà còn quá nhiều lý tưởng chưa thực hiện được. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 8 bài học đắt hơn vàng từ Gia Cát Lượng làm thay đổi số phận hàng triệu người.